chào bà con. Thì bên giống cây trồng Đắk Lắk này á, thì hôm nay mình có quay clip cho bà con xem về cái số nhà vườn tới vườn giống của mình mua cây trồng về trồng. Thì chuẩn bị sắp tới mùa mưa rồi, thì bà con tới mua chuẩn bị cây giống. Thì giống cây ở mình cung cấp đa dạng giống như là cây bơ búc nè, bơ hát nè, bơ rét nè, bơ 034, rồi sầu riêng, đô na, sầu riêng Thái, mãng cầu, na Thái, rất là nhiều cây, nhiều loại mix rồi cũng có, cam chanh xoài bưởi cũng có. Nên bà con nào có nhu cầu mua thì vui lòng gọi số điện thoại dưới và đặt hàng. Cảm ơn bà con.